Em Nguyễn xin chào toàn thể các bác nhé. Chào toàn thể anh chị em đã đến với Vườn Lan Xứ Mường của em. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021. Vườn em lại lên một số mặt hàng con giống để chia sẻ cho các bác về sưu tầm. Về cơ bản thì vườn em vẫn chủ yếu bán là dòng 5% Phú Thọ, 5% HO, Hồng Yên Thủy. Và hôm nay em có thêm một chậu mắt đỏ cánh bầu đại của Đông Lai Tân Lạc Hòa Bình đấy nha các bác nhé. Đấy, hôm nay em xin phép chia sẻ cái chậu 5 thân này về cho các bác chơi và sưu tầm này. Chậu này của em là 5 thân, thân ngắn nhất là được 1m2 và thân dài nhất của nó là vào 1m4 nha các bác nha. Về mặt hoa của dòng này thì các bác không còn lạ lẫm gì nữa rồi, một mặt hoa rất là quen thuộc. Đấy, mặt hoa đây. Đấy, mặt hoa nở thành chùm luôn. Và mắt rất là đỏ. Lưỡi đỏ đậm màu này, cánh hoa thì rất là to bầu đẹp luôn. Và nở rất là căng. Dòng này có một khuyết điểm là thân không được to như những dòng khác, nhưng mà nó bù lại nó có một mặt hoa rất là đẹp và dễ làm kỳ và rất là sai hoa luôn. Đấy, đây nha các bác nha, mời các bác cùng ngắm mặt hoa của mắt đỏ cánh bầu đại Đông Lai Tân Lạc Hòa Bình này. Mắt đỏ ao luôn. Đấy, chậu này em xin phép chia sẻ với giá là 2,2 triệu. 2,2 triệu cho chậu 5 thân này nha các bác nha. Và bây giờ em chuyển sang dòng Hồng Yên Thủy này. Đấy, hôm nay em xin phép chia sẻ một chậu Hồng Yên Thủy nái rất là to mập đẹp luôn. Chậu này của em là được 54 cm. Đấy, thân rất là to mập luôn, ngọn vẫn còn đang phi ẩm ẩm đây này các bác này, lá bóng mỡ luôn. Đấy, thân to, đốt ngắn đẹp. Chậu này là 54 cm, em xin phép chia sẻ với giá là 27 triệu nhé cả nhà nhé. Và đấy các bác có thể nhìn đây là một cái mầm gốc này. Đấy, năm ngoái nó là một con kia dĩn dĩn thôi. Và mầm gốc rất là phê luôn nhá. 27 triệu cho chậu Hồng Yên Thủy 54 cm. Và bây giờ em chuyển sang vào những đơn hàng ngày hôm nay. Và đơn số 1. Đơn số 1 là một đơn 5% Phú Thọ. Đơn này của em là dài gần 30 cm. Đấy, kỳ ươm tự nhiên. Đấy, kỳ cắt khúc ươm tự nhiên này cả nhà này. Đấy, kỳ rất là mập luôn. Các bác nhận hàng thì đảm bảo là rất là ưng ý về những con kỳ này luôn nha các bác nhá. Đấy, em xin phép chia sẻ với chậu đơn số 1 này với giá là 600.000 này. 600.000 cho đơn số 1. Kỳ rất là đẹp nha các bác nhá. Em chuyển sang đơn số 2 này. Đấy, đơn số 2 này cũng là một đơn Phú Thọ và đơn này cũng là 600.000. Đấy, các bác ngắm ngoài đây này. Lá rất là mướt, bóng này, xanh. Đấy. Những cái thân chỉ ở trên thân hoa này rất là trắng này. Đấy, rất là đẹp luôn nhé các bác nha. Đấy, một chậu Phú Thọ bao phê bao đẹp luôn, đầy đủ các yếu tố luôn nhé các bác nha. Dễ khỏe đẹp này. Em chuyển sang đơn số 3. Đơn số 3 này cũng là một đơn Phú Thọ này cả nhà này. Đơn Phú Thọ này cũng là 600.000. Đấy, toàn bộ những kỳ ươm là em chọn lọc để chia sẻ cho các bác, toàn là những kỳ đẹp, ghi đẹp gốc dễ đẹp thôi nha các bác nha. Em chuyển sang đơn số 4. Đơn số 4 này cũng là 600.000. Đấy, 600.000 đơn số 4. Em chuyển sang đơn số 5. Đơn số 5 này của em cũng 600. Đấy, những con kỳ này thì nó tầm từ 25 đến 28 cm, có kỳ được 30 cm nha các bác nha. Đấy, và em chia sẻ là 600.000 một kỳ. Cái giá này quá là yêu thương cho một cái chậu kỳ đẹp lung linh như này nha các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Tổng là 5 kỳ Phú Thọ này. Đấy, đẹp như nhau, 19-10 nha các bác nhá. Em chuyển sang dòng đơn số 6 này. Đơn số 6 này là một kỳ Hồng Yên Thủy. Đơn này của em là được 10 cm có dư rồi. 10 cm có dư. Đấy, dễ đẹp nhá. Kỳ này là kỳ tách thân xuống trồng và đã ấm chậu rồi. Dễ bao khỏe đẹp cho các bác luôn. Và cây này của em mới bắt đầu và thắt ngọn thôi. Đấy, đơn số 6 này em bán với giá là 6.800.000. Đấy, kỳ Hồng Yên Thủy. Đơn số 6 này. Em chuyển sang những cái đơn Hồng 2017 tiếp theo. Đơn Hồng 2017 đấy nha các bác nha. Hôm nay em có những cái con kỳ giá thì cực kỳ yêu thương luôn. Đơn số 7 này. Một đơn Hồng 2017. Kỳ này của em là tầm 5 cm. 5 cm là em bán với giá là 1 triệu. Đấy, kỳ béo thút lút luôn nhé cả nhà nha. Đấy, kỳ đẹp, dễ khỏe. Đấy, em cho quay cho các bác bộ rễ này. Kỳ đẹp, dễ khỏe. Em chuyển sang đơn số 8 này. Đơn số 8 này của em cũng là một đơn
một đơn hồng 27 tầm 5 cm và em bán với giá là 1.000k 1 triệu cho đơn số 8 này. Đây nha các bác nha, đơn số 8 này 1.000k này. Em chuyển sang đơn số 9 này. Đơn số 9 này là pin này của em là hơn 5 cm rồi, gần 6 cm rồi. Và đơn này em bán với giá là 1.1 triệu. Đấy. Khi ươm tự nhiên này các bác này, khi ươm này thân mẹ rất là to mập đẹp luôn. Đơn số 9 này là 1.1 triệu. Em chuyển sang đơn số 10. Đơn số 10 này cũng là 1.1 triệu này. Đấy, toàn bộ những con kỳ hôm nay em chia sẻ các bác này, dễ thì bao đẹp luôn. Kỳ bao to, bao mập nhá. Đơn số 10 này 1.1 triệu này. Đấy. Em chuyển sang đơn số 11. Đơn số 11 này của em là dài hơn, mập hơn. Dài hơn, mập hơn nhé cả nhà nhá. Đây em bán với giá là 1.2 triệu cho đơn số 11 này. Đấy. Tất cả những cái kỳ này của em là đã thắt ngọn và đang rất là béo rồi. Đó. Tiếp theo em chuyển sang dòng 5 cánh trắng HO. Đấy, kỳ 5 cánh trắng HO này, đơn này của em là được 12 cm. Đấy, 12 cm rất là mập luôn, mập vũ ụ luôn này cả nhà này. Đấy, đốt ngắn rụt rịt. Đơn số 12 này của em là 13 cm và đây mắt gốc đây nha các bác nha. Mắt gốc đẹp lung linh luôn. Đấy. Mắt gốc đẹp, hai mắt gốc đẹp lung linh cho các bác mấy nữa về lên mầm gốc này. Đó. Đơn số 12 này của em là 13 cm và em bán với giá là 1.5 triệu này. Đấy, 1.5 triệu cho đơn số 12, 5 cánh trắng HO. Rất là khỏe. Đó. Em chuyển sang đơn cuối cùng của ngày hôm nay là đơn số 13. Đơn số 13 này của em là một ki cắt ở trên thân xuống và đã ấm chậu rồi này. Đấy các bác nhìn cái ki mẹ đây nhỉ. Thân mẹ đây này các bác này. Cực to luôn, to hơn ngón trỏ của em luôn đây nhá. To hơn ngón trỏ của em luôn. Và ki này của em cũng rất là to mập đẹp. Đấy, ki này của em là được 15 cm rồi. Ki 15 cm béo mập. Đơn này em bán với giá là 1.8 triệu. Đấy. Đây nha các bác nha. Đấy, tổng hôm nay của em Nguyệt là có 13 đơn hàng. Cả kia cả chậu mắt đỏ với lại chậu hồng nguyên thủy là tổng 15 đơn. Và bác nào yêu thương những dòng nào và hợp nhãn với đơn nào thì có thể alo trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo số điện thoại là 0974827219 để chốt đơn nhé cả nhà nhá. Và em xin dừng video ở đây ạ. Em cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.